niềm tin ánh sáng. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh giao thông quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý thính giả, cây bút Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1982, là một nhà thơ trẻ có số phận đặc biệt. Trước khi được công chúng yêu thơ biết đến với vai trò một người sáng tác, anh đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Cú ngã định mệnh vào năm 1994 khi đang học lớp 7 đã khiến anh bị bong võng mạc và sau đó trở thành một người khiếm thị. Bố mẹ anh đã phải bán một căn nhà cùng nhiều tài sản giá trị để chạy chữa cho con trai nhưng không có kết quả. Anh sống trong bóng tối từ đó đến bây giờ. Cuộc sống gia đình, tình yêu với anh tưởng như có lúc đã viên mãn, nhưng rồi anh lại phải đối diện và vượt qua sự tan vỡ. Thời điểm tưởng như không gượng dậy được nữa, Nguyễn Việt Anh tìm đến thơ và vô tình trở thành một gương mặt tài năng trên thi đàn Việt. Dù cuộc đời nhiều trắc trở, nhưng hồn thơ của anh lại lạc quan và gửi gắm niềm yêu thương vào cuộc sống tới người đọc. Ngay cả khi Nguyễn Việt Anh viết về nỗi đau, người ta vẫn thấy dường như anh đang yêu cả chính nỗi đau đó. Trong chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng gặp gỡ nhà thơ khiếm thị Nguyễn Việt Anh để cảm nhận một hồn thơ tinh tế và lắng nghe những chia sẻ của anh về cuộc sống. Xin chào nhà thơ Nguyễn Việt Anh, rất vui khi anh nhận lời tham gia chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay. Tôi xin được gửi lời chào đến các quý vị khán thính giả của VOV Giao thông. Mở đầu cho buổi trò chuyện ngày hôm nay, anh Việt Anh có thể chia sẻ với thính giả của chương trình một bài thơ được không ạ? Sau đây tôi xin được đọc tặng các quý vị bài thơ có nhan đề là Khoảng trống. Bài thơ này tôi đã đọc tại sân thơ trẻ Văn Miếu vào ngày rằm tháng Giêng vừa rồi. Dùng mình khi chợt nhận ra thêm bao khoảng trống quanh ta mỗi ngày, bức tranh màu sắc tưởng đầy mà hình nét cứ phai bay chốn nào, hòa thêm một chút ngọt ngào lại nghe đắng chát thấm vào đầu môi, hòa thêm một chút pha phôi lại nghe da diết tiếng đời gọi ta, nghị lực có đủ vượt qua để bao khoảng trống quanh ta lấp đầy. Được biết là chỉ trong 2 năm 2014 và 2015, anh đã giới thiệu tới độc giả 2 tập thơ và cả 2 tập thơ này đều đã để lại rất nhiều ấn tượng đối với độc giả. Vậy anh có thể chia sẻ gì với thính giả của chương trình về con đường đã dẫn anh đến sự nghiệp sáng tác như hiện nay không ạ? Tôi thì có thể nói là sinh ra với 50% dòng máu nghệ thuật, bởi vì bên gia đình nhà ngoại của tôi là ông bà ngoại cũng như là dì và mẹ tôi thì cũng đã từng học và làm việc trong môi trường sân khấu điện ảnh. Có lẽ đó cũng là một phần cơ bản để tạo cho tôi có một cái niềm đam mê và yêu thích nghệ thuật từ nhỏ. Đặc biệt là với thi ca thì từ khi còn đi học thì tôi cũng đã rất là say mê đọc, tìm hiểu, đồng thời là cũng có những sáng tác của lứa tuổi học trò. Thế và sau một cái quá trình sống và trải nghiệm thì thời gian vừa rồi tôi đã đặt chân vào con đường sáng tác nghệ thuật, ở đây là sáng tác thi ca. Chúng tôi được biết là tập thơ Thức cùng bóng tối là tập thơ đầu tay được anh giới thiệu với công chúng vào năm 2014. Vì sao anh lại lựa chọn cái tên này để làm tiêu đề cho tập thơ? Và anh có thể chia sẻ đôi điều về thông điệp mà anh muốn gửi gắm trong tập thơ này? Ngay từ nhan đề của tập thơ là Thức cùng bóng tối thì tôi xin có một ý như thế này: thức cùng bóng tối chứ không phải là thức cùng bóng đêm. Trong mỗi cuộc đời của mỗi chúng ta thì không phải chỉ riêng với những người khuyết tật, những người khiếm thị như tôi, mà có lẽ đối với mọi người thì ai cũng có lúc phải đối diện với bóng tối của cuộc đời. Tuy nhiên thì trước cái việc phải đối diện với bóng tối ấy thì ta sẽ ứng xử với nó thế nào, sẽ giải quyết nó thế nào, với những cái trải nghiệm, những cái suy ngẫm của riêng bản thân mình trong một thời gian khá là dài, tôi đã viết tập thơ này. Qua đó thì tôi chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, đồng thời là những cái suy nghĩ, những cái trăn trở của mình với lại cuộc sống, với lại xã hội. Có thể nói đây là những cái trải nghiệm hoàn toàn là bản thân tôi đã phải trải qua, đã phải chống chọi với nó trong suốt một cái thời gian tuy không phải là quá dài nhưng cũng không hề ngắn chút nào. Với tôi thì từ khi mà biến cố là bị tai nạn và mất đi cái ánh sáng của đôi mắt đến nay thì đã vào khoảng trên 20 năm. 20 năm ấy thì có rất nhiều những cái biến động của cuộc sống, những cái thay đổi, những cái sóng gió đã diễn ra, đã ập đến với tôi. Thế và qua đó thì tôi cũng đã phải chống chọi và vượt qua rất là nhiều. Và có lẽ là vì thế chất liệu của cuộc sống ấy đã cho tôi những cái chi tiết, những cái ý tưởng để mà xây dựng nên những cái tứ thơ, những bài thơ trong tập thơ Thức cùng bóng tối này. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc đã được anh gửi gắm trong tập thơ Thức cùng bóng tối. Và khi đọc tập thơ này,
tôi có cảm nhận rằng cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu thì chúng ta vẫn phải hướng về một ngày mai tươi sáng, và điều luôn đọng mãi trong tâm hồn chúng ta là tình người, phải không ạ? Rất chính xác, trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì mọi thứ luôn luôn thay đổi, luôn luôn có những cái biến thiên. Tuy nhiên, theo tôi, cái mà còn lại, đọng lại trong mỗi người chúng ta cuối cùng chính là cái tình người. Thế và với cái ý tưởng, với cái suy nghĩ đó ấy, thì đã giúp tôi hình thành nên cái tứ thơ, và tôi đã viết bài thơ Trước Biển. Tôi xin đọc bài thơ như thế này. Hải Âu giờ đã khác rồi, ốc xà cừ cũng qua thời mê say, cát là cát của hôm nay, chỉ riêng con sóng vỗ đầy ngày xưa. Khác với những tâm sự chất chứa được thể hiện trong tập thơ đầu tiên, tập Bầu Trời Nhỏ dành cho thiếu nhi của anh đã ra đời năm 2015 lại đầy ắp những cảm xúc hồn nhiên và trong trẻo. Phải chăng đây là một yếu tố giúp cho anh có được một sự cân bằng về mặt tâm hồn? Tôi là một người rất là yêu trẻ nhỏ. Đấy, bản thân tôi thì cũng đã trải qua một cái thời tuổi thiếu nhi không được mượt mà êm đềm như các bạn cùng trang lứa. Thế thì có lẽ vì những yếu tố đó mà đã giúp cho tôi những cái suy nghĩ, những cái trăn trở về cái lứa tuổi thiếu nhi, lứa tuổi non nớt. Từ đó thì tôi đã hình thành những cái bài thơ, những tứ thơ để viết cho các em. Tôi xin đọc bài thơ có nhan đề Bầu Trời Nhỏ, đồng thời cũng là nhan đề của tập thơ. Có lẽ bài thơ này nó như là một cái cánh cửa mở ra một cái thế giới rất là riêng cho cái tập thơ này của tôi. Bầu trời nhỏ của riêng tôi, một mặt trăng, một mặt trời non tơ. Mặt trời không lặn bao giờ, mặt trăng không khuyết, không mờ bóng mây. Hai vầng nhật nguyệt thơ ngây, cho tôi thấy cuộc đời này còn tôi. Anh đã là một người cha, và hẳn là trong tập thơ Bầu Trời Nhỏ này cũng có rất nhiều bài thơ anh viết dành tặng cho con của mình, phải không ạ? Trước đây hơn một năm ấy, thì hai cháu bé đều vẫn đang ở cùng với tôi. Thường là buổi tối thì tôi hay ngủ cùng với cháu thứ hai. Ban ngày có lẽ là nó đi học, rồi là nó vui chơi, nó có những cái chuyện nó vui vẻ ở trường, ở lớp với bạn bè, với lại cô giáo, rồi là về nhà với lại anh em đùa với nhau. Thì đến khi tối nó đi ngủ thì nó có lẽ là nó nằm mơ và nó cười thành tiếng. Thế thì mình thì là hay thức đêm, cho nên là có lẽ vì thế là hôm đấy mình mới chớp được cái khoảnh khắc ấy, thì nó hình thành ngay cho mình một cái hình ảnh thơ rất là đẹp, tức là hình ảnh là nụ cười thức khuya. Thì cái hình ảnh này tôi đã dùng nó vào trong cái bài thơ có nhan đề là Thức Khuya. Tôi xin đọc bài thơ này. Những gấu bông đã nằm im, những búp bê mắt đã lim dim rồi, bé cũng theo giấc mơ trôi, chỉ còn chúng chím nụ cười thức khuya. Đọc thơ của anh, độc giả không chỉ tìm được sự đồng cảm về mặt cảm xúc mà còn ấn tượng bởi rất nhiều hình ảnh đẹp mà anh thể hiện trong đó. Vậy với một người khiếm thị thì việc thể hiện những hình ảnh đó thông qua những con chữ có khó khăn lắm không ạ? Thực ra với tôi thì cái chuyện này thì mình cũng phải cố gắng phấn đấu đấy, cũng phải tìm tòi để học hỏi đấy, phải đọc nhiều. Tuy nhiên có lẽ là bởi vì mình là một đứa trẻ mà đột nhiên bị tai nạn, bị biến cố mà. Thế cho nên là những cái hình ảnh, những cái sinh hoạt trong đời sống mà của cái thời kỳ mà mình vẫn còn đang nhìn thấy ấy, thì có lẽ là nó lại càng sâu đậm, nó càng ghi vào trong cái trí óc của mình, nó một cách nó sống động, nó rõ và nó bền hơn. Đó cũng là một cái cơ bản để mình có thể có xây dựng được rất là nhiều cái hình ảnh, những cái chi tiết ở trong thơ để cho nó sống động, nó rất là gắn liền với lại hoạt động của cuộc sống. Và có lẽ sau hơn 2 năm bước chân vào con đường văn chương thì cuộc sống của anh chắc hẳn cũng có nhiều thay đổi, phải không ạ? Với riêng về mặt tinh thần, về mặt tư tưởng của mình thì được giải tỏa rất là nhiều. Có lẽ đây cũng là cái giá trị rất là lớn, rất là nhân văn của văn chương, và ở đây cụ thể là thi ca. Thế còn về vấn đề bên ngoài xã hội thì thực ra là tôi đã được đón nhận rất là nhiều tình cảm, tấm lòng của mọi người đến với mình, và họ có rất nhiều chia sẻ, rất nhiều đồng cảm với mình, không chỉ là từ giới chuyên môn, từ các độc giả, từ các bạn trẻ cùng trang lứa, thậm chí là có những bạn đang ở lứa tuổi rất là trẻ, họ cũng có nhiều đồng cảm, nhiều sự chia sẻ. Một trong những sự chia sẻ ấy mà gây cho tôi ấn tượng đó là sự chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cô Nguyễn Thị Mai thì là một người thì là đã có thành danh và có tên tuổi trong giới văn chương của chúng ta thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Thế thì tôi nhớ lại một hôm là trong một buổi hội thảo tại câu lạc bộ văn chương ở Hội Nhà văn Việt Nam, thì tôi có tặng cô Nguyễn Thị Mai tập Thức Cùng Bóng Tối của tôi. Thế và sáng ngày hôm sau thì tôi rất là bất ngờ khi cô Mai gọi điện cho tôi rất sớm, và cô có chia sẻ rằng là đêm hôm trước thì cô đã đọc suốt đêm với tập thơ của cháu, đọc rất kỹ. Thế và cô rất là thích, rất là cảm động và có nhiều cái tình cảm, nhiều chia sẻ với cháu. Thì cô có nói với tôi một ý như thế này: thơ của cháu ấy thì ngắn gọn, xúc tích, và nó mang cái vẻ đẹp lung linh của một nỗi buồn thánh thiện. Thế thì sau khi đọc cái tập thơ của cháu xong thì cô thấy cuộc đời nó đẹp quá.
Được biết để những tập thơ của mình đến được với công chúng, anh đã được sự giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiều từ nhà thơ Phạm Đức, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vậy cơ duyên anh được gặp gỡ với nhà thơ Phạm Đức như thế nào ạ? Với một người có hoàn cảnh đặc biệt như tôi đấy, thì tôi không có công tác gì các ngành chuyên môn cả. Vì vậy cái mối quan hệ cũng rất là hạn chế. Trong cái quá trình mà đến với văn chương và công việc sáng tác như thế này, chỉ có một người duy nhất rất là gắn bó với tôi và cũng đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong cái công việc viết lách, sáng tác cũng như là trong đời sống. Đó là chính là nhà thơ Phạm Đức. Ông cũng là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi được gặp ông cũng rất tình cờ. Trong một lần đi tìm các tác phẩm của ông, nhà thơ Phạm Đức luôn luôn là có những sự chỉ bảo, giúp đỡ, góp ý cho những cái sáng tác của tôi về mặt chuyên môn, về mặt nghề nghiệp. Nhưng mà đồng thời ông cũng cho tôi rất là nhiều những kinh nghiệm quý báu về cuộc sống và về nhiều vấn đề khác trong xã hội. Anh đang làm công việc của một người sáng tác, nhưng có một điều tôi thấy rất thú vị, đó là anh không sử dụng máy tính, không internet, cũng không mạng xã hội. Vậy làm thế nào để anh có thể tham khảo những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong giới sáng tác, cũng như là thể hiện ra những ý tưởng sáng tạo của mình ạ? Tôi là một người rất là ham đọc, ham học hỏi, tìm hiểu. Thế mà với hoàn cảnh của mình như này thì cái việc như bạn vừa nói là rất là khó khăn. Bạn nói rất là chính xác. Tuy nhiên thì tôi cũng cố gắng khắc phục bằng mọi cách. Thì ngoài việc là nghe đài, xem tivi, rồi là mượn băng đĩa của Thư viện Hà Nội, rồi là Thư viện của Hội Người Mù Hà Nội ra, tôi cố gắng là tôi đọc hết, nghe hết các cái tài liệu đó. Thì còn một cái kênh nữa để cho tôi tiếp cận, đó là sách vở, mà sách in. Để có và đọc được những cái tác phẩm này thì tôi cũng phải mất công đấy. Tức là mình mượn các cái bạn bè, hoặc là mượn những người đồng nghiệp, những người đi trước, ví dụ như là nhà thơ Phạm Đức, vân vân. Sau khi mượn sách cái về thì tôi có nhờ được mọi người xung quanh, người nhà đọc cho tài liệu để tiếp cận. Có lẽ là vì là mình cũng bị hạn chế về thị lực, về đôi mắt ấy, thì có lẽ trời cũng phú cho mình cái là mình có một cái trí nhớ khá là tốt. Hầu như các tác phẩm là tôi cũng chỉ đọc một lần, còn những tác phẩm nào mà tôi chủ động, tôi quan tâm đi sâu thì tôi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Thế ở nhà ấy thì người mà hay đọc tài liệu, sách vở cho tôi nhất là bà nội tôi. Thế còn ngoài ra mà có thể nhờ được ai khác như mẹ hay là bác hay là anh em bạn bè thì là tôi tranh thủ tôi nhờ để đọc sách. Với hai tập thơ được ra mắt, anh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của độc giả, cũng như sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Vậy có khi nào anh cảm thấy mình bị áp lực bởi điều này không? Khi mà tập thơ đầu tay của tôi ra mắt và gây được tiếng vang khá là rộng rãi, khá là lớn trong giới chuyên môn cũng như là cộng đồng của người đọc đấy, thì thực ra tôi không hề có một chút áp lực nào cả. Bởi vì với tôi lúc bấy giờ tôi đang rất là say mê, thậm chí hiện tại bây giờ tôi đang có một cái niềm say mê rất là lớn. Và tôi chỉ có chăm chú, tập trung vào công việc sáng tác, xoáy sâu vào những cái điều mà mình ngẫm nghĩ, mình trăn trở, mình va vấp trong cuộc sống, để mình hy vọng là sẽ có một phần nào đó góp cho cuộc sống những cái trang viết thật là chất lượng, thật là có ích. Thế thì với được sự quan tâm của mọi người, được sự ủng hộ của giới chuyên môn ấy, cũng như là sự chia sẻ quan tâm của rất là nhiều độc giả trên khắp nơi ấy, thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, rất là vui. Bởi vì những cái điều mình trải nghiệm, mình đúc rút ra được cho đến thời điểm này, nó ít nhiều cũng đã có cái giá trị nhất định. Qua chương trình ngày hôm nay thì anh có chia sẻ gì với các bạn trẻ khuyết tật nói chung và các bạn trẻ khiếm thị nói riêng, nếu như họ đang ấp ủ trong lòng những giấc mơ về nghệ thuật không ạ? Tôi hoàn toàn ủng hộ tất cả các bạn trẻ, và ở đây là các bạn trẻ khuyết tật, các bạn trẻ khiếm thị. Nếu như các bạn mà có những cái niềm đam mê, những cái sự say mê đối với văn chương hoặc là với nghệ thuật nói chung ấy, các bạn hoàn toàn có đủ khả năng, có đủ những thời gian để ấp ủ, để có thể nuôi dưỡng và phát huy những cái điều đó. Tuy nhiên thì tôi cũng chỉ có một điều muốn được chia sẻ với các bạn là như thế này. Trong nghệ thuật nói chung và đặc biệt là trong thi ca thì chúng ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, muốn làm gì thì làm, muốn viết gì thì viết. Tuy nhiên tất cả những cái đó của chúng ta đều phải xuất phát từ cái sự chân thành. Chân thành ngay với chính bản thân mình, cho dù những cái mình đã trải nghiệm, những cái mình đã kinh qua trong cuộc sống là những điều rất là đau đớn, rất là cay đắng, thậm chí là phải hứng chịu những cái sự nghiệt ngã của số phận, của cuộc đời. Muốn sáng tác, muốn viết như thế nào thì viết. Cuối cùng trong tác phẩm các bạn, tôi nghĩ rằng là mọi thứ thì nó vẫn phải hướng tới một cái sự tươi sáng. Chúng ta luôn luôn phải có một cái nhìn ngước lên. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, chắc chắn anh sẽ dành tặng thêm một sáng tác nữa để tặng cho quý thính giả của Niềm Tin Ánh Sáng, được không ạ? Tôi xin được đọc ngay bài thơ, cũng chỉ có 4 câu rất ngắn thôi, mà tôi đã làm 4 câu đề từ tại bìa 3 của tập thơ Thức Cùng Bóng Tối của tôi. Bài thơ có nhan đề là: Dù cho nắng tắt, dù cho nắng tắt cuối ngày, sao mờ lỗi hẹn, trăng gầy ngủ quên,
ngại gì hun hút màn đêm khi ta có một trái tim biết nhìn. Thưa quý thính giả, đến với thơ, nhà thơ khiếm thị Nguyễn Việt Anh không những tìm lại cho mình sự cân bằng sau một quá trình phải chống chọi với những bất hạnh trong cuộc sống, mà thơ còn là công cụ để anh truyền tinh thần lạc quan của bản thân đến với những người xung quanh. Và chắc chắn rằng anh cũng sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai trên con đường sáng tác của mình. Một lần nữa, những người làm chương trình xin cảm ơn câu chuyện mà nhà thơ Nguyễn Việt Anh đã chia sẻ với quý thính giả của Niềm Tin Ánh Sáng ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.